Vâng, 3 tháng sau khi xuất hiện ổ dịch lợn đầu tiên thì đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó kiểm soát. Hiện thì đã có 10 huyện trên địa bàn có ổ dịch tả lợn châu Phi lây lan. Ở huyện Diễn Châu, kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại hộ gia đình bà Hoàng Thị Liên ở xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn vào ngày 2 tháng 5, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 20 hộ thuộc 13 xóm, 10 xã trong huyện. Như vậy là tính từ tháng 3 đến nay, trên toàn tỉnh Nghệ An, dịch đã xuất hiện ở 39 hộ thuộc 24 xã trên địa bàn 10 huyện. Tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy là 438 con. Nguyên nhân chủ yếu làm dịch bệnh lây lan là do việc vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn mắc bệnh từ ngoài tỉnh về các điểm thu gom, buôn bán, sau đó bán lại cho các hộ dân để giết mổ nhỏ lẻ. Với thời tiết mưa ẩm, nắng nóng như hiện nay, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao.